And this is for me a positive attitude. And from this positive attitude, we will prepare our match on 26th. Bản thân chúng tôi đã có những sự chuẩn bị về mặt tinh thần và chúng tôi không bất ngờ về bầu không khí của sân vận động hay là sức ép đến từ những khán đài, đến từ các cổ động viên chủ nhà. Chúng tôi xác định tư tưởng rằng hôm nay là một trận đấu không hề dễ dàng, và chắc chắn thì đội chủ nhà sẽ có những tình huống mà họ va chạm mạnh, họ đẩy cao đội hình và đồng thời họ cũng liên tục gây sức ép bằng những tình huống bóng dài chẳng hạn. Tôi cũng dặn dò các cầu thủ từ trước trận đấu đó là làm thế nào phải kiểm soát thật là tốt hành vi cũng như là cảm xúc của bản thân, tránh những tình huống va chạm không đáng có. Để nhìn nhận về trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng hiệp 1 thì tôi cho rằng đội đã có sự kiểm soát trận đấu tốt và chúng tôi đã làm tốt các thời điểm mà chúng tôi không bóng phòng ngự, đồng thời là có những tình huống mà chuyển đổi trạng thái tốt trong hiệp 1 để tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên thì chúng ta đều hiểu được rằng với tính chất trận đấu khá là cân bằng như ngày hôm nay thì đương nhiên là bất kỳ đội bóng nào ghi bàn trước trong một cái bối cảnh như vậy thì đều sẽ đã có nắm được lợi thế. Để nói về bàn thua này thì tôi chỉ có thể nói là đây là một tình huống đến từ sai số cá nhân. Bởi lẽ đương nhiên là chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và tập luyện để phòng chống tình huống này và chúng tôi lặp đi lặp lại thậm chí rất là nhiều lần rồi. Nhưng tôi cũng có thể lấy một ví dụ đó là tại Asian Cup vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản cũng để thua một tình huống trước đội tuyển Indonesia sau một tình huống tương tự thì rất là đáng tiếc, và đồng thời thời điểm của bàn thua này thì nó lại đến từ vào thời điểm đầu hiệp 2 nữa, khi mà diễn biến trận đấu đương nhiên là sẽ khiến cho cục diện nó tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên là chúng tôi thất vọng với kết quả ngày hôm nay, đặc biệt là khi tất cả các cầu thủ tôi nghĩ rằng đã tuân thủ rất là tốt chiến thuật của đội bóng đề ra, đặc biệt là trong các thời điểm mà không bóng. Dĩ nhiên là với kết quả này thì trận lượt về sắp tới thì chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa với mục tiêu cao nhất đó là giành được chiến thắng, và đồng thời tôi tin rằng toàn đội bóng, tất cả các cầu thủ thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến những thời điểm cuối cùng, trận đấu cuối cùng của vòng loại này. Với lực lượng hiện tại thì đương nhiên sau trận đấu này thì tôi sẽ cùng các cầu thủ tiếp tục cải thiện và rút ra những cái điều mà tích cực mà chúng tôi đã thực hiện được ở trận đấu ngày hôm nay để thực hiện trong trận đấu lượt về. And atmosphere next next on 26. Với tính chất của hai trận đấu trong tháng 3 này thì chúng ta có thể coi hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gần tương tự như là tính chất của trận đấu knock out mang tính chất lượt đi lượt về tại Champions League sắp tới chẳng hạn. Đương nhiên là chúng tôi mới trải qua trận đấu lượt đi thôi và chúng tôi vẫn có trận đấu lượt về sắp tới, và tôi muốn tất cả các cầu thủ tiếp tục tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Dĩ nhiên là như tôi đã nói, hôm nay kết quả chúng tôi không thể hài lòng được, nhưng về cách chơi, về sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ thì chúng tôi đã thu nhận về và đồng thời nhận về những chi tiết mà chúng tôi sẽ cần điều chỉnh để tiếp tục chơi tốt hơn trong trận đấu lượt về sắp tới. Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi như tôi đã nói đó là đạt mục tiêu cao nhất, làm thế nào để khôi phục cách biệt hai điểm trước khi trên trận đấu đã được bắt đầu, và tôi hy vọng là với trận đấu sắp tới tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội thì chúng tôi sẽ có một sự cổ động nhiệt thành tốt nhất đến từ các cổ động viên nhà, tương tự như những gì mà cổ động viên Indonesia đã cổ vũ xuyên suốt ngày hôm nay. Ok, last question. Để nói về lực lượng thi đấu ngày hôm nay thì tôi không muốn đưa ra nhận xét nào về độ tuổi của các cầu thủ cả. Bởi lẽ nếu chúng ta nhìn vào đội hình của phía Indonesia thì bản thân đội chủ nhà thì họ cũng sử dụng khá là nhiều các cầu thủ trong độ tuổi U23. Tuy nhiên sự khác biệt giữa Việt Nam cũng như là với đội chủ nhà Indonesia đó là trong đội hình của họ có nhiều các cầu thủ có kinh nghiệm, có trải nghiệm thi đấu nước ngoài hay là châu Âu nhiều hơn. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn ngược lại thì về diễn biến trận đấu hôm nay tôi không cảm thấy được quá nhiều sự khác biệt giữa một đội bóng tập hợp như là Việt Nam chỉ gồm tất cả các cầu thủ chính đấu trong nước ở Đông Nam Á và một đội bóng mà có nhiều tính chất quốc tế như là đội tuyển Indonesia. Để nói về trận đấu ngày hôm nay thì dĩ nhiên như tôi đã nói, mấu chốt thay đổi trận đấu ngày hôm nay đó là thời điểm mà Việt Nam phải nhận bàn thua.
bởi lẽ nó thay đổi tính chất và diễn biến của trận đấu. Còn về mặt sân thì tôi nghĩ là đương nhiên là mặt sân không hoàn hảo, không quá tốt, nhưng mà với tôi thì tôi không muốn lấy lý do là mặt sân ra để báo trước cho bất kỳ kết quả nào, bởi lẽ chúng tôi thì ngày hôm nay các cầu thủ vẫn rất cố gắng để duy trì và phát triển đội chơi. The last one. Finish. Yes, I think it's the last one. Thank you. Từ huấn luyện viên Jose để mà có được một kết quả mà chúng ta hướng tới là một trận thắng, thì liệu rằng ông có nghĩ rằng chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi mang tính mạo hiểm hơn, mà tính đột phá không trong cách chơi cũng như là trong cách sử dụng con người ở trong đội tới đây? Cảm ơn ông. So in order to achieve the eventual target for the second match at home, which is a win, obviously. So do you think that the team should have some adjustment in terms of individual players, or play with take more risk in the match? After each match, I tried to improve the level of the team. That's why after this match we can collect a lot of new information to adjust our next decision about who will start the match. Of course, we play at home, it's an advantage. We have to score goal, we have to win. It's clear that the fact also that we have five substitutes is very important about the coaching. It's clear that if you want to win, we need to take a risk. But we need to calculate and adjust at what time we need to take a risk, because it's clear that we will play against a strong Indonesia team. We'll be happy if they make a draw in Hanoi. And I think this team also has a strong argument in a counter-attack. That's why we need to study very well. But yes, today I collect very strong information about some players. And of course, it will be a possibility to consider a different approach. Even we keep the same philosophy, the same investment, but yes, the match was very positive about this information I got tonight. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu, tôi luôn luôn tìm cách để cố gắng và cải thiện hơn nữa sự hiệu quả trong lối chơi của đoàn đội. Dĩ nhiên là sau trận đấu ngày hôm nay thì tôi sẽ nhìn nhận lại sự thể hiện của tất cả các cầu thủ và từ đó để đưa ra những sự điều chỉnh ai là người đá chính, ai là người dự bị. Và dĩ nhiên là trận đấu tới thì tính chất của trận đấu được diễn ra ở sân nhà thì tôi coi đó là một lợi thế đối với đội. Dĩ nhiên là với năm quyền thay đổi người thì chúng tôi cũng sẽ tính toán thời điểm trong trận đấu để cần đưa ra sự mạo hiểm và thay đổi điều chỉnh trong trận đấu. Nếu mà bây giờ để nhìn nhận về phía góc độ đội Indonesia thì có khi là ở trận đấu tới họ có đặt mục tiêu chỉ cần hòa là có khi là đủ rồi. Và dĩ nhiên thì chúng tôi cũng sẽ cần rất cẩn trọng với các tình huống mà họ chủ động chơi phản công, bởi vì đây là cũng là một thế mạnh của họ. Nhưng tổng kết lại trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng tôi đã thu nhận được rất là nhiều thông tin về màn trình diễn của các cầu thủ trên sân, và từ đó để chúng tôi đưa ra những quyết định tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Thank you. Thank you, coach. Tặng ngay đi lấy lộc tinh xỉu, thì mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.